Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình tới ngày đi thăm bẫy chồn á các bạn ơi. Thì mình có đánh thêm 15 cái bẫy nhỏ nữa các bạn, bẫy chồn heo và 10 cái bẫy lớn nha. Tổng cộng mình đi thăm ngày hôm nay hết thảy là 25 cái bẫy chồn nữa các bạn. Mình ra tới cái địa điểm mình đặt cái bẫy đầu tiên á, mình xin mời các bạn ha, theo mình thăm bẫy cho vui. Giờ mình thăm cái bẫy đầu tiên nha, thì mình cũng quay sơ cái đồ nghề trước cho các bạn xem nha. Thì mình đi là hôm nay là mình mang theo là 4 con chuột nha các bạn. 4 con chuột với 2 cái bào để đựng bẫy, có gì dời bẫy cho con heo nhỏ nhỏ, hai chuột lớn gì thì cho là đừng hay nha. Còn bên dưới là đồ nghề nha các bạn, kìm đồ với vít đồ đem heo để mình sửa bẫy rồi các bạn, với dao đồ ha. Thì bẫy lớn thì mình xài dây xích mình xích lại, thì cho nên mình phải đem đồ nghề heo để mở nha các bạn. Bên đây là hôm nay mình đi là mình mang theo là 4 cái túi lưới các bạn này, tổng cộng là 4 cái túi lưới nha. Ở bên dưới là 10 bịch lúa với chuối chín đó các bạn. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành vào thăm cái bẫy đầu tiên nha. Cái bẫy đầu tiên mình đặt ở trong cái lùm cây đó các bạn. Thì mình xin mời các bạn theo mình vô thăm cái bẫy đầu tiên thử rồi có dính không nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy đầu tiên rồi nè các bạn. Rồi mình từ xa mình thấy nó không dính luôn các bạn ơi, nó không sập luôn. Bẫy này bẫy chồn heo rồi các bạn. Cái bẫy nhỏ của mình để đánh chồn heo nè. Bên trong là 2 cây chuối nha các bạn. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Mà mình đánh 15 cái bẫy nhỏ này nha các bạn, và 10 cái bẫy khổng lồ của mình. Rồi ở đây mình có 1 cái nè các bạn ơi, phải chui vô cái chỗ này hơi khó nha các bạn. Rồi mình thấy nó sập luôn rồi các bạn ơi. Sập rồi. Rồi dính rồi, sắp rồi các bạn ơi. Em sóc đất. Đây em sóc đất đầu tiên à, quá bự các bạn. Sóc đất là vậy là lớn lắm nha các bạn. Nè em đầu tiên nè. Sau bao năm mình trở lại, ủa sao mà lâu hen, xin lỗi các bạn nha. Sau bao nhiêu lâu hen, từ hồi chưa Tết tới giờ mình quay trở lại đánh hen. Lụm em đầu tiên nè các bạn. Ngon lành ngon lành. Sóc đất này vậy là lớn lắm nha các bạn. Quá đà các bạn ơi. Em đầu tiên. Rồi mình bắt đi kiếm chỗ khác, mình bắt nó ra nha các bạn ơi. Mình đi tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây mình có 1 cái nữa các bạn ơi. Rồi sập rồi các bạn ơi, sập rồi. Con gì đây? À rồi vô rồi các bạn ơi. Vô rồi. Nè trước giờ ha, mình cho các bạn xem ha. Dính con tròn rồi nha các bạn. Nè dầm con tròn heo nè các bạn. Nó mồi nè, cái lỗ, cái mỏ nó ăn tròn tròn nè ha. Nè này mới mồi tối luôn nè các bạn ha. Nó mồi bình địa khu này ha. Mình đem cái bẫy mình đặt ngay đây, lụm nó rồi kìa các bạn. Đó. Một đống gác nè ha. Ôi con này con các bạn ơi. Nhìn trùng tơ. Tơ. Nó đang nằm ngủ. Ôi rồi coi cái bẫy mình. Vô nó làm cứng ngắt cái bẫy mình luôn. Rồi con này vô chắc được 2 đêm rồi các bạn. Con này tầm 1 ký nha các bạn. Đó, đi không tới 1 ký đâu. Con này cỡ 1 ký chín lạng vậy các bạn. Ha. Hiền rồi. Thôi coi sợ kìa. Thôi con này có thèo lỗ tai luôn các bạn. Bên đây có lỗ tai nữa bị có thèo nè ha. Còn con này vô 2 đi mà các bạn ơi. Quá khờ rồi. Đó, không la không gì nữa hết rồi. Thôi rồi coi cái bẫy bình địa luôn. Qua đã. Rồi, để mình đem ra chỗ nào mình bắt nó ra cho các bạn xem màn chứ. Ở đây ngay đây gặm qua không bắt được các bạn này. Đó, coi nó moi cái chỗ mình đặt cái bẫy nè các bạn. Ha. Qua đã.
em này tầm khoảng 1 ký nha các bạn. Để mình đem ra chỗ khác mình bắt nha các bạn. Mình đem nó ra chỗ này nó chấm rồi các bạn, mình bắt nó ra nha các bạn. Rồi đặng mình đi hâm tiếp nha các bạn. Em này khờ rồi. Được rồi. Quá đã. Gắt gến quá mình. Em này tầm khoảng 9 lạng này nha các bạn. Nó được rồi. Chắc mình phải cho nó ăn nó uống á các bạn. Bị mình đặt hai đi mình mới hâm nha, cho nên nó đói nó khác nha các bạn. Rồi xong các bạn ơi. Giờ mình đi hâm cái bẫy khác nha các bạn. Rồi tiếp tục. Ở đây mình có một cái nữa các bạn. Mình đặt cái bẫy mình ở trong, ở bên kia hàng rào luôn. Tại ngay hàng rào có cái lỗ chấm á, mình đưa qua. Bên kia chọi người ta chó cái lỗ sủa. Rồi sập rồi các bạn. Sập rồi nè. Hồi ôi con chuột vàng nè các bạn. Hồi nó bự. Thấy nó mạnh không? Rồi. Con này dữ rồi nha các bạn. Rồi. Thấy nó mạnh không? Thấy nó hung không? Còn nó bự nữa các bạn. Đó. Dữ ha. Quá đã quá đã. Hồi con chuột bự. Rồi mình bắt nó ra rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ngay cái bờ tường thì mình có cái nữa nè các bạn. Rồi từ xa mình thấy hình như nó sập luôn rồi các bạn ơi. Sập rồi sập rồi. Sập sập rồi sập rồi. Cái gì đây, trời ơi, con chuột nữa rồi các bạn ơi. Nhưng con chuột vô nó dính mà nó cũng quậy cái bẫy mình các bạn. Thấy nó bành con chuột bự không? Nó cũng quậy y như trồn heo ha, nó màu đất vòng vòng nữa các bạn. Coi nó nè. Con này hiền không, không bằng con này. Rồi. Mình đi hâm cái bẫy kia tiếp tục các bạn ơi. Vì cái nào mà nó không dính thì mình bỏ bớt nha các bạn, chứ để không thôi xem nó dài quá nó ngán hay các bạn. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo nha các bạn, mà cái này cái bẫy lớn nha các bạn. Mình đánh 10 cái bẫy lớn. Thăm cái bẫy lớn đầu tiên ở đây nè. Rồi không sập rồi các bạn ơi. Từ xa mình thấy còn nguyên rồi. Mình vô mình quay cho các bạn xem luôn. Tại vì có nhiều bạn á. Trời ơi, chuột chết hết ráo rồi các bạn ơi. Thì có nhiều bạn hỏi đánh cái lồng lớn này như thế nào á. Thì vô, mình quay thực tế luôn cho các bạn xem ha. Kỹ ha. Đây. Thì cái lồng lớn là mình đánh cái hình thức là vậy nha các bạn. Cái lồng khổng lồ của mình rồi. Thì mình xích vô cái gốc cây. Ở sao có gì xích ha, xích mình phá lại. Chuối mình treo nè nha các bạn, hai trái. Còn bên dưới là mình để chuột nè, với lúa cho chuột nó ăn. Mà sao chuột mình nay chết hết trơn ở đây các bạn, nắng quá, mấy bữa trước nắng quá. Rồi. Mình đi hâm cái bẫy khác các bạn ơi. Thì cái lồng mình là hai lớp nè các bạn. Đó. Mình làm một cái lớp này dưới mình để chuột ha. Đó. Đó. Vậy cho nhìn thấy cho nó rõ. Rồi mình đi hâm cái bẫy khác các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ôi sập rồi. Sập mà như con chuột nữa các bạn ơi.
con chuột khổng lồ nữa rồi. Ngoài kia là đường đi xe chạy các bạn. Đó. Chỗ đặt ngon dèm dưới con chuột vàng các bạn này. Em chuột vàng nữa. Ôi, khổng lồ luôn. Nó ăn hết chuối mình luôn nữa các bạn. Không thua hai em nãy nha. Đó. Thấy ghê con chuột các bạn. Bự nữa. Rồi, để mình bắt nó ra rồi mình đi thăm cái khác các bạn. Rồi, tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Rồi, mình thấy nó sập luôn rồi các bạn ơi. Rồi, con chuột nữa các bạn ơi. Đây, em nó đây. Một em chuột vàng nữa. Đó. Khổng lồ ha. Đó. Đó. Ghê không? Cái chuột ở rừng thấy cái máy mình quay vậy vừa là vậy. Quá lạ quá đã, em này dữ. Đúng rồi không? Thấy cái máy mình nữa các bạn. Thôi, mình đi thăm cái bẫy khác các bạn ơi. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Rồi, sập rồi các bạn ơi. Ô, trời ơi, hổ ngựa. Ủa sao mà em nó vô ăn con chuột mình hay như vậy. Đúng rồi, em nó vô ăn con chuột mình nghe các bạn đó. Nó mắc con chuột mình nó không có chui ra được nghe các bạn đó. Tại cái con chuột mình nó nuốt con chuột mình vô rồi. Đó, mình dính con chuột ha, em vô ăn kìa, coi cái bụng nó no kìa. Rồi để mình xử lý cái ca này nha các bạn. Rồi coi nó nè. Đó. Dữ không? Ghê không? Hết bét luôn á. Anh muốn rồi. Thấy cái máy mình gửi các bạn. Anh phun nè. Anh vừa anh ăn con chuột mình. Giờ anh chung ra không được. No quá các bạn. Cái máy cái múa. Quá đã. Quá tê. Rồi. Mình đi thăm cái khác nha các bạn, để mình bắt nó vô túi nha. Hay ghê quá, coi nó phùng ngược. Ôi, nó ói con chuột ra các bạn. Rồi, tiếp tục. Mình hồi nãy giờ mình thăm là 6 cái lồng lớn rồi mà nó không có dính nha các bạn. Ở đây mình có 1 cái nữa nè, còn 4 cái nữa hết rồi. Còn lồng nhỏ thì mình thăm hết rồi. Nãy mình bị lạc 1 cái mất tiêu, mình không nhớ luôn, bỏ qua luôn nha các bạn. Rồi, mình ở đây mình có 1 cái lồng lớn nè. Còn 4 cái lồng lớn nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi. Sập rồi các bạn ơi. Rồi sập rồi. Con trộn hương các bạn ơi. Đây. Rồi. No rồi nè các bạn. Vô rồi nè. Ha. Rồi vô mảnh rồi các bạn ơi. Rồi em này bự lắm các bạn ơi. Em này khủng rồi. Rồi. Tê rồi các bạn ơi. Đã rồi. Con này dữ hơn. Lớn hơn con hổm nha các bạn. Trời ơi con này bự. Nó thấy cái máy mình vô các bạn. Thấy cái máy mình vô ha. Thấy ghê không các bạn. Được cái đây. Ôi, đã rồi, quá đã rồi các bạn. Vô rồi, hôm nay mình vô kèo nữa rồi. Vô rồi, nữa về nữa rồi các bạn ơi. Rồi, nó mừng. Quá mừng các bạn ơi. Đây coi nè. Đó, hai cái máy mình lắm các bạn. Con này rất dữ nha. Quá đã. Tuyệt vời các bạn ơi. Thôi mình thăm gần hết 7 rồi, còn có một cái này, còn 3 cái nữa là hết rồi các bạn. Có cái mặt nó kênh kìa. Để mình vô mình lấy đồ nghề, mình lấy tháo dây xích ra nha các bạn. Tháo dây xích ra rồi mình
mình kiếm chỗ mình bắt nó ra cho các bạn xem nha. Rồi con này chắc cũng tầm ngoài 2 kg rồi các bạn ơi, bự rồi, con này hơn 2 kg rồi. Quá ngon, quá ok các bạn ơi, tuyệt vời rồi. Rồi để mình lấy đồ nghề ra, mình mở xích rồi mình đi kiếm cái chỗ trống mình bắt nó ra các bạn ơi. Mình mở ra rồi mình đem lại chỗ này nó trống chút rồi các bạn, mình bắt nó ra rồi cái qua mình thăm 3 cái nữa rồi mình về các bạn ơi. Giờ chưa quá, ngày hôm nay vô rồi, hồi nãy mình dính được em chuồng heo ha, giờ làm con chuồng hương nữa ha. Ngày hôm nay là lũa về rồi các bạn ơi. Mình có cái cây nha các bạn, để thôi cũng chẳng nữa đi. Giờ không có mình đó, mình lại chơi mình nữa nha các bạn. Con này chừng tầm 2 kg rồi các bạn nè, chút nữa mình tăng cân. Đi ghê rồi, tạp rồi. Mình con này có mang cái cân heo các bạn, xong mình tăng thử cái một xíu nữa là chạy ra nó tiêu luôn nữa các bạn. Đi ghê rồi, tâm một cái gì ra nè các bạn ơi, thấy nghe dễ chạy quá, sống quá, cái túi này nhỏ quá, nhỏ hơn cái lòng đó này, túi này nhỏ hơn cái lòng rồi các bạn ơi. Rồi, an toàn rồi các bạn, mình chặn nó được con lâu rồi. Rồi xong, vô túi rồi nó khó chịu rồi nè các bạn, xong rồi kìa ha, cẩn thận nha để nó cắn nha các bạn. Rồi quá ngon ha, vô túi rồi, an toàn rồi các bạn ơi. Con này cỡ tầm con bữa nha các bạn, không biết được 2 cái luôn, hình như con cái luôn các bạn ơi, cái được ta, không biết cái hay được luôn. Rồi này để mình kiểm tra sau đi. Rồi bây giờ mình sang thăm 3 cái nữa rồi cái mình ra mình kết thúc video ngày hôm nay cho các bạn nghe. Xem cái mình về nha các bạn, thăm 3 cái nữa rồi có không nha các bạn. Bạn ơi, mình đến với cái bẫy cuối cùng ở đây nè. Bữa nay mình vô cái bẫy này nó không sạch, mình lấy đi luôn các bạn. Ở ngoài đầu ngoài kia người ta quýnh thòng lọng đón đầu mình hết trơn rồi, không sạch luôn các bạn ơi. Cái này mình dùng đó, ngay gốc cây các bạn, không sạch ha. Rồi để mình tháo nó ra rồi mình đem đi, mình dời nơi khác luôn, rồi mình ra mình kiếm chỗ nào mát mẻ mình tổng kết cho các bạn xem thành quả của mình ngày hôm nay cái rồi mình về các bạn ơi. Cái cuối cùng hụt rồi ha, đó cái bẫy mình nữa các bạn ha. Rồi các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi, giờ mình lại mình tổng kết cho các bạn xem cái rồi mình về ha. Mình cân thử con chồng hương được bao nhiêu ha, rồi con trồng heo được bao nhiêu, tại vì hôm nay mình có đi có mang cân heo các bạn. Mình cho các bạn xem thành quả của mình luôn, để đem lại gần thêm chút ha. À, được 6 con chuột các bạn, 6 con chuột ha, mấy 4 chuột nhỏ hồi nãy mình cũng có đặt lại rồi gọi các bạn, hôm nay mình đi được 6 con chuột với con sóc. Mình sóc mình bỏ vô trong cái bao nè các bạn, mình bỏ lá cây vô cho nó đừng có cắn cái vỏ mình nè. Một em sóc và một em gắn hổ ngựa ha các bạn. Hôm nay mình đi mang 4 cái túi heo đựng hết luôn các bạn ơi. Đây, em chuồng heo cũng đừ giống mình rồi nè, con này mình đón hồi nãy nó chừng 9 lạng rồi các bạn, 1 ký vậy ha, không biết có được không nha. Mình cân con chuồng heo này trước nha các bạn,
4 con số 0 nha các bạn. Rồi, chín lạng mấy gần ký hả các bạn? Phải không ta? 8 lạng. Đúng rồi. 9 lạng 80, từ bì ra thì chắc còn 9 lạng đó các bạn. Mình đoán cũng đúng ha. Quá hụt trời. À, tới con trùng hương nha các bạn. Này cũng là 4 con số 0 ha. Móc nó luôn. Nó đang dòm mình. Lơ mơ lại nhảy lên giúp mình không? Một ký 9,55 các bạn ha, gần 2 kg. Trời ơi, quá tê các bạn ơi, quá đã. Hôm nay mình vô rồi, rồi. Vô đây nằm đây đi chút xíu đi cho mình. Đó, giờ hai con vô độ dữ rồi các bạn. Video mình đến đây nó dài quá rồi, cả nhà và các bạn cho mình kết thúc tại đây ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời ha, kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ cho kênh mình mau phát triển nha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã dành thời gian xem hết video ủng hộ mình. Mình xin chào, hẹn tất cả các bạn video sau.